công nhận nha, mấy người nhỏ nhỏ con người ta chu đáo dễ sợ, chuẩn bị đâu đó kỹ càng quá trời quá đất. Cái gì đó nó quan trọng mà mình phải chu đáo thôi. Bây giờ á, điều cần thiết bây giờ chú hãy đọc kỹ tất cả những gì mà tôi ghi trong đây. Ký một cái rẹt rồi tiền trao cháo múc. Trời ơi, cần gì phải đọc nữa. Nội điện thoại qua chị nói là đủ thông tin rồi, ký luôn. Rồi, coi kỹ những cái gì mà tôi gạch đích nè. Điều quan trọng là chú phải theo sát kỹ lưỡng, cẩn trọng và tránh không bao giờ được lộ. Hey, đâu phải mặc đồ hường vậy là bị cái đó đâu. Chú hiểu ý gì vậy? Ủa, tôi lộ là không đâu, tôi lộ là giới tánh chứ gì. Ý tôi nói là không bao giờ để được lộ cái danh tính của mình cho chồng tôi biết. Rõ chưa? Cái này là có tật giật mình. Tôi nói cho nghe nè, phải theo sát chồng của tôi. Có nghĩa là buổi sáng ổng từ trong nhà này ổng bước chân ra ổng đi làm, là trước đó ổng sẽ đi ăn sáng. Có nghĩa là anh phải theo dõi là từ ăn sáng, đi làm, ăn trưa, đi làm, ăn dặm, ăn thêm, đi đâu đó, đi tập gym, đi này, đi đâu đó, kia là theo sát hết. Yên tâm, ổng vô khách sạn là tôi vô trước rồi. Đi đâu đâu? Tôi không vô, tôi lấy gì tôi theo dõi. Thì ít nhất cũng nói là tôi đi vô trong đó để tôi canh trước chứ, tự nhiên là tôi ở cổng. Trời đất ơi, lấy tiền của tôi đi ăn chơi là không có được đâu nha. Không có, tôi đi canh ổng. Tôi đi đâu? Yên tâm đi, mấy cái vụ mà theo dõi ngoại tình tôi khoái lắm. Khoái gì chồng? Không những là theo dõi chồng của tôi. Đây, Trang bên đây, dài sọc bên đây cũng lưu ý giùm cho tôi. Là tất cả những người nào mà chồng tôi gặp gỡ, đặc biệt, nè, gạch đích in đậm cái từ phụ nữ. Phải đặc biệt lưu ý. Rồi, yên tâm, tôi cập nhật cho chị là 24 30 phút tôi cập nhật cho. Yên tâm, nếu cần hả, tôi bây giờ công nghệ tôi rành lắm. Tôi chụp phát tôi đưa qua luôn, khỏi cần phải ghi. Nói chú. Nói chung là bây giờ ông làm, ông quay trực tiếp cho tôi coi luôn đi. Ở điên hả? Hả? Quay trực tiếp tôi tố cáo tôi đang làm cái chuyện đó hả bà? Ông làm sao người ta không biết, không hay ông mới hay. Đúng không? Không, tôi chụp hình được rồi. Vậy đen. Quay video clip và đưa cho bà được rồi. Rồi, kỹ lưỡng hay chưa? Yên tâm đi. Nè, làm tốt tôi sẽ thưởng. Nha. Thưởng. Nói giữ lời nha. Nói giữ lời, tôi tin tưởng ông lắm nha, thám tử nha. Yên tâm đi. Tôi phóng ra khỏi bờ rào cái là tôi bờ rồi liền. Giọt ra khỏi nhà tôi là ông phóng một cái chiếu lên cái chỗ mà chồng tôi làm việc là theo dõi ngay từ bây giờ luôn. Yên tâm. Nha. Không thoát khỏi tôi một bước đâu. Rồi, bà cứ yên tâm hay không? Khoan. Cẩn trọng ông, tôi chụp hình ông lại cái đã. Rồi đó. Để một ông đã nhận rồi đó. Chụp rồi hả? Nha. Rồi, giờ ông đi đi, làm nhiệm vụ của mình. Rồi. Nhanh, đi lẹ nghe không? Yên tâm. Báo liền nghe chưa? Tôi bà rồ, bà yên tâm.